Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, toàn thể quần chúng nhân dân, trong không khí mừng xuân Đinh Dậu của cả nước nói chung và chào mừng các ngày lễ hội truyền thống của làng Việt, nhân dân thôn Nhân Trai nói riêng, hôm nay được sự chỉ đạo của ban chi ủy chi bộ thôn Nhân Trai và sự thống nhất của các ban ngành đoàn thể quần chúng nhân dân, làng chúng ta chính thức tổ chức mở hội đàm nhằm ôn lại truyền thống văn hóa tốt đẹp và lịch sử bao đời của ông cha ta đã tạo dựng. Được sự chỉ đạo của ban tổ chức ngày hội đàm, cho phép tôi thay mặt cho ban tổ chức lễ hội, lời đầu tiên xin được gửi tới các cụ, các ông, các bà, các bác cùng toàn thể các quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe đầu xuân năm mới, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Thay mặt ban tổ chức lễ hội, tôi xin được phép thông qua chương trình làm việc của lễ hội. Lễ hội được tổ chức trong 2 ngày, ngày 11 và ngày 12 tháng Giêng năm 2017. Với ngày 11 gồm có các nội dung từ 18:30, ông trưởng thôn sẽ lên khai hội, và 19:20 là đội tế nam tế thần hoàng hào, và 20:00 là đội văn nghệ sẽ liên hoan văn nghệ chào mừng ngày lễ hội do đội văn nghệ thôn Nhân Trai biểu diễn, và có mời có mặt của các đội văn nghệ thôn bạn trong xã giao lưu. Về ngày 12 tháng Giêng là từ 7:00 đến 8:00 đội nam tế thần hoàng hào, và từ 8:00 đến 9:00 đội nữ dân hương. Sau khi đội nữ dân hương xong, chương trình văn nghệ được tiếp tục mừng hội. 9:30 đại diện người con xa quê phát biểu ý kiến. Sau khi người con xa quê phát biểu cảm tưởng xong, thay mặt ban tổ chức sẽ kính mời đồng chí bí thư chi bộ, trưởng tiểu ban chỉ đạo hội làng nên phát biểu ý kiến chỉ đạo và phát động thi đua sản xuất năm 2017. Chương trình làm việc của lễ hội cố gắng đến 11:30 phần lễ và hội và làng tiến hành được phá cỗ cùng toàn thể chúng ta thụ lộc. Trong quá trình thụ lộc là chương trình liên hoan văn nghệ được tiếp tục mừng tiệc rượu. Vừa qua, thay mặt ban tổ chức, tôi xin được thông qua toàn bộ chương trình làm việc của lễ hội làng Nhân Trai năm 2017. Xin được báo cáo với các quý vị đại biểu, không có bà và các bác toàn thể quần chúng nhân dân. Vừa qua, tôi thay mặt cho ban tổ chức xin được thông qua toàn bộ chương trình nội dung làm việc của 2 ngày lễ hội làng thôn Nhân Trai năm 2017. Để sắp đặt sau đây, tiếp theo chương trình làm việc của lễ hội, thay mặt ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Đỗ Văn Hỷ, trưởng thôn Nhân Trai nên khai hội. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý vị khách quý, kính thưa các cụ cao niên trong làng, kính thưa toàn thể dân làng và những người con xa quê làng Nhân Trai đang sinh sống trên mọi miền của Tổ quốc, và những người con đang sinh sống và học tập ở nước ngoài. Mùa xuân là mùa của lễ hội. Hôm nay, trong không khí trang trọng của ngày lễ hội truyền thống ngày 12 tháng Giêng năm Đinh Dậu, ban tổ chức cùng toàn thể dân làng trong thông qua thôn ta, ban tổ chức cùng toàn thể dân làng tổ chức lễ hội việc làng. Thay mặt ban tổ chức lễ hội, tôi xin bày tỏ niềm vui nhân đôi
với sự có mặt đông đủ của toàn thể nhân dân trong làng và những người con xa quê làng Nhân Trai. Nhân dịp đầu xuân năm mới, tôi xin gửi tới các vị quý khách cùng toàn thể nhân dân trong làng lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể nhân dân trong làng, nét đẹp của quê hương là sau lý tre xanh, có chùa, có đình và lễ hội. Ông cha ta đã nhớ ơn người tạo dựng, đình là ngôi nhà lớn của cả làng, đình thờ phụng thần thăng hoa thành hoàng làng, là người trong tâm linh của nhân dân, là vị thần khai sáng ra vùng quê. Đình là nơi hội họp của bậc cao niên trong làng, gắn liền với hương ước làng, tập trung phát triển kinh tế, xây dựng quê hương, đoàn kết trong làng, tối nửa tắt đèn có nhau. Từ đây yêu quê hương, yêu đất nước. Đình là nơi tổ chức lễ hội truyền thống, âm vang tiếng gọi cội nguồn, nhớ ngày lễ hội làng, dù ai đi xa mấy cũng về thăm quê cha đất tổ, gặp lại người thân, chung vui với lễ hội. Nếu để mất đi lễ hội là mất đi ý chí và nguyện vọng của toàn dân trong làng. Tôi tin tưởng rằng lễ hội truyền thống Xuân Đinh Dậu năm nay thành kính, trang nghiêm, thành công rực rỡ. Thay mặt ban tổ chức lễ hội truyền thống làng Nhân Trai, tôi xin tuyên bố giờ khai hội chính thức bắt đầu. Nghe tẩy quán sớ, nghe tẩy quán sớ. Thank you.
nhá.